Chiều nay ngày 27 tháng 9, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 3 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Theo đánh giá, tính đến hết quý 3, các cơ quan đơn vị đã tích cực cụ thể hóa triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Thành ủy giao. Hầu hết các đầu việc đang triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Đến nay đã hoàn thành 14 trên 48 đầu việc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng tiếp tục được chú trọng và triển khai nhiều chương trình, hoạt động đi vào chiều sâu. Tại hội nghị, một số vấn đề nổi lên đã được nêu ra, như khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, phát triển đảng viên. Vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại một số cơ sở y tế, dịch đau mắt đỏ. Tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn mỗi khi mưa lớn gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật có xu hướng tăng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận những nỗ lực, kết quả đã đạt được, đồng thời đề nghị các cơ quan đơn vị quyết liệt tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao, trong đó có công tác thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, phát triển đảng viên, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ làm cơ sở công tác đánh giá cán bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, nghị quyết, chỉ thị đến tận cơ sở, tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng, triển khai các văn bản quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, triển khai các giải pháp cấp bách mùa mưa lũ cùng một số nội dung quan trọng khác.